Thầy chào tất cả các em. Như vậy là hôm nay thầy sẽ gặp các bạn trong một khóa mới, đó là khóa luyện thi với các đề luyện thi mà các em cùng sẽ làm với thầy. Sau đó thì chúng ta cùng gặp nhau trong những buổi chữa trực tiếp các đề này. Và các em có thể làm trước, sau đó thì các em sẽ nghiên cứu cái lời giải của thầy. Thế thì đề đầu tiên thầy cung cấp cho các bạn đề tổng hợp số 1 hay là luyện thi đại học ở khóa luyện thi năm 2014-2015. Đề này có 50 câu và thầy phân bố đều trong các tiêu chí, đó là cả về phần phân tử này, di truyền này, quy luật di truyền này, nói chung là tất cả các câu theo phân bổ giống như cấu trúc của đề thi tuyển sinh đại học. Bây giờ chúng ta cùng vào chữa các câu hỏi từng câu một nhá. Và khóa này thì thầy sẽ chữa từ câu liền luôn, từ 1 cho đến hết 50 câu. Câu đầu tiên, câu 1 là về tiến hóa. Câu này là một câu lý thuyết không có gì cả. Câu 1 là các cơ quan của các loài khác nhau dù thực hiện các chức năng khác nhau nhưng vẫn được coi là tương đồng. Vậy cái này từ khóa của nó là các cơ quan của các loài khác nhau thực hiện chức năng khác nhau nhưng vẫn được coi là tương đồng. Vì sao? Thế thì câu này là câu hỏi về khái niệm của cơ quan tương đồng. Thế thì nó có 4 đáp án. A. Chúng được bắt nguồn từ một cơ quan của loài tổ tiên. B. Chúng được chọn lọc tự nhiên tác động theo cùng một hướng. C. Chúng có hình thái ngoài giống nhau. Và D. Chúng có cùng vị trí tương ứng trên cơ thể. Thế thì hoàn toàn các em sẽ loại được ngay, đó là đáp án D các em loại được, bởi vì là cơ quan tương đồng là những cơ quan mà có cùng nguồn gốc, thực hiện những chức năng khác nhau và tiến hóa theo con đường người ta gọi là tiến hóa theo con đường phân ly tính chất. Như vậy thì trong 4 đáp án này thì đáp án A sẽ là đáp án mà các em cần chọn. Như vậy câu 1 phần tiến hóa các em sẽ chọn đáp án A. Thế đến câu 2 là một câu về di truyền người, sơ đồ phả hệ. Câu này thì sẽ tương đối là cần phải chữa cho các bạn kỹ hơn một chút thì thầy sẽ chữa. Bây giờ cho sơ đồ phả hệ. Thì sẽ vẽ nhanh này. Thế thì ở bài toán này người ta mới chỉ cho 3 thế hệ nhưng mà người ta chưa đánh số. Thế thì để cho nhanh thì thầy sẽ hướng dẫn cách đánh số. Và đây là cái mà khi đi thi các em gặp những câu hỏi như này thì các em cũng làm ra nháp, thì các em đánh số để cho làm nhanh và cho nó dễ, nó đỡ bị nhầm. Thế thì chúng ta nhớ thầy đánh dấu đây là 1, 2. Và nếu thầy gọi thì sẽ là set 1, 1, tức là thế hệ 1, cá thể thứ nhất. Tương tự như thế thì đây sẽ là bây giờ bài toán cho biết là sự di truyền một bệnh này của người là do một trong hai allele của một gen quy định và trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Như vậy chúng ta nhìn thấy ngay từ phả hệ thì các em suy ra được gen gây bệnh là gen lặng, bởi vì là bố mẹ bình thường mà sinh ra 21 bị bệnh, hoặc 25-26 bình thường sinh ra 3-4 bị bệnh. Từ đây suy ra được là gen lặn. Cái thứ hai các em cũng suy ra được là gen này nằm trên nhiễm thể thường, bởi vì chúng ta xét cá thể này. Nếu mà nằm trên X thì cá thể 3-4 sẽ là XA nhỏ, thì suy ngược ra 2-5 sẽ là XA nhỏ Y bị bệnh. Như vậy trái với giả thuyết, như vậy phải là gen nằm trên nhiễm thể thường. Đáp quy ước. Bây giờ bài toán cho yêu cầu là dữ kiện tiếp theo là bố của người đàn ông thế hệ thứ 3, tức là cá thể này không có allele bị bệnh, không mang allele gây bệnh. Vậy thì kiểu gen chắc chắn của người này phải là. Bây giờ tính xác suất để cặp vợ chồng 32 và 33 kết hôn với nhau mà sinh con bị bệnh. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay, chúng ta phải tính ngay. Ở trường hợp này thì 25 và 26 chắc chắn phải là dị hợp tử, bình thường sinh ra con bị bệnh, không ra giả thuyết. Vậy 25
có kiểu gen A lớn A nhỏ với A lớn A nhỏ. Vậy cá thể này chắc chắn phải có kiểu gen là A gạch. Vậy bây giờ ta tìm được xác suất để 33 dị hợp. Sẽ là 2/3 A lớn A nhỏ, còn lại 1/3 sẽ là A lớn A lớn. Như vậy chúng ta nhìn thấy ngay, tiếp bây giờ phải tính được cái cá thể này chắc chắn phải là A lớn hoặc A lớn A nhỏ. Vậy thì bây giờ chúng ta tính ngược lại. Bây giờ chúng ta xét cá thể 23. Cá thể 23 sẽ có kiểu gen là A lớn gạch. Xác suất để 23 A lớn gạch là bao nhiêu khi mà 11 và 12 là dị hợp tử? Vậy xác suất để 23 dị hợp là 2/3 A lớn A nhỏ. Tiếp này, vậy thì chắc chắn rằng cái kiểu gen của 32 xác suất dị hợp sẽ là, chúng ta biết rằng là kiểu gen 24 đã là A lớn A lớn, vậy thì chắc chắn cá thể 32 phải nhận được một giao tử A lớn từ bố nó. Vậy xác suất để dị hợp nhận được giao tử A nhỏ này sẽ là 1/2 là A lớn A nhỏ. Như vậy chúng ta đã tìm được 3 phần xác suất. Nhưng mà dị hợp với dị hợp như này thì xác suất để con bị bệnh sẽ là, theo lý thuyết Mendel là 1/4. Như vậy chúng ta cần tìm xác suất bị bệnh của cặp vợ chồng này sinh con bị bệnh sẽ là 2/3 nhân 2/3 nhân 1/2 nhân 1/4. Như vậy kết quả sẽ bằng là 1/18. Vậy từ đây các em suy ra được là bài toán yêu cầu của đề 1 này thầy ra yêu cầu là các bạn tính được xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng không bị bệnh. Như vậy suy ra sử dụng phần trừ xác suất sinh con không bị bệnh, chúng ta sử dụng phần trừ thì dậy rồi sẽ bằng là 1 - 1/18 và bằng 17/18. Như vậy kết quả đúng của phần này, câu 2 sẽ là đáp án B. Đây là một câu bài tập tính toán của phần di chuyển người. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 3. Câu 3 là một câu về kiến thức của nhân tố tiến hóa kết hợp với cả di chuyển quần thể. Chúng ta chữa câu 3. Trong này một cái kinh nghiệm thầy thấy rằng các em cần phải chú ý, đó là khi đi thi mà gặp những cái câu mà về biến đổi kiểu gen như thế này thì các em thấy ngay là các em cần phải chú ý vào để lựa chọn cho chính xác. Bởi vì là chúng ta nhìn thấy ngay là ở cái phần này thì nếu mà các em không quy về thì nó rất là khó. Nhưng có một cách này, các em từ thành phần kiểu gen các em quy về tần số tương đối allele. Và chúng ta nhớ này, bây giờ năm thứ nhất học phần di chuyển quần thể rồi, các em hoàn toàn tính được là từ 0.36A1A1, 0.48A1A2 và 0.16A2A2 thì các em sẽ suy ra tần số A1 bằng 0.6, tần số A2 bằng 0.4. Tương tự như thế. Thế nhưng mà đến năm thứ 3 thì chúng ta nhìn thấy ngay là có xuất hiện của A3. Vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay này, trong này có hai đáp án bị loại, đó là chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên. Bởi vì giao phối không ngẫu nhiên thì sẽ chỉ làm giảm thể dị hợp, chỉ có mất allele đây không tăng, chọn lọc tự nhiên cũng thế. Vậy thì đột biến có thể làm xuất hiện allele mới, di nhập gen cũng thế. Thế nhưng mà chúng ta lại hình dung là nếu mà đột biến thì chúng ta nhìn thấy ngay là ở cái năm thứ 3 chúng ta tính được ra là tần số của A3 sẽ bằng 0.01 cộng với 1/2 của thể dị hợp thứ nhất là 0.04 cộng 1/2 của thể dị hợp tử thứ hai là 0.05 bằng 0.1. Sau 1 năm mà tần số nó đã tăng từ 0 lên 0.1. Vậy thì về lý thuyết đột biến không thể nào xảy ra được như thế. Thế nên các em sẽ loại bỏ đáp án C là đột biến. Và đáp án đúng của câu này sẽ là đáp án B, đáp án di nhập gen.
Như vậy là các câu đầu tiên này các em thấy rằng là nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà cố gắng là những cái kiến thức tổng hợp ở phần này các em đã luyện thi tổng hợp thì các em phải chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp các câu hỏi tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 4. Thầy đọc qua câu 4 này. Ở một loài thực vật A lớn quy định hoa đỏ cho hoàn toàn so với A nhỏ quy định hoa trắng. Gen B lớn quy định thân cao cho hoàn toàn so với gen alen B nhỏ quy định thân thấp. Các gen này phân ly độc lập cho một cá thể P lai với một cá thể khác, đời con thu được nhiều loại kiểu hình. Trong đó kiểu hình hoa đỏ thân thấp chiếm tỷ lệ 1/4. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? Thế thì câu này thầy bắt đầu thầy ra theo hướng cho các em là người ta hỏi câu hỏi về cái hướng là các em thấy là năm 2014 vừa rồi bắt đầu thi tuyển sinh đọc của bộ là theo ra theo một hướng là hỏi xem là cái hướng là có bao nhiêu sơ đồ lai, có bao nhiêu phát biểu đúng, thì thầy đã bắt đầu lồng vào các câu hỏi trong đề này cho các em. Thì chúng ta cùng làm câu 4 nhé. Thầy còn tắt lại này. Hai gen phân ly độc lập, P lai với một cơ thể khác. Thì thu được F1 này. Trong số kiểu hình của F1 thì cái cây hoa đỏ thân thấp, hoa đỏ thân thấp tức là cái kiểu hình A gạch B nhỏ chiếm 1/4. Thế thì người ta hỏi là có bao nhiêu phép lai, vậy thì các em thấy rằng bài này rất là khó. Khó ở chỗ là phải xác định đúng và đủ số trường hợp. Nếu mà các em xác định nhầm thiếu một trường hợp thôi hoặc thừa một trường hợp thôi thì em sẽ khoanh nhầm vào cái đáp án đó. Vậy bây giờ chúng ta nhìn này. Trong này thì thầy sẽ dạy một cái là khi kinh nghiệm đi làm thi ấy, thì cái 1/4 này các em sẽ phân tích thành tích của hai tỷ lệ giao tử của hai bên. Vậy thì thầy sẽ có hai cách phân tích. Cách phân tích thứ nhất, 1/4 bằng 1/2 nhân 1/2. Vậy thì trong trường hợp này 1/4 bằng 1/2 nhân 1/2 ấy, thì chúng ta sẽ có một kiểu gen duy nhất, kiểu gen của P vừa thỏa mãn rằng là chiếm 1/4 và phải xuất hiện kiểu hình, đó là kiểu hình cây hoa đỏ thân thấp. Thân thấp phải là B nhỏ. Vậy thì mỗi bên thì chúng ta được giao tử B nhỏ, vậy thì sẽ có một kiểu gen của P thỏa mãn được, đó là như vậy. Trường hợp thứ nhất, một phép lai đúng được, đó là một bên sẽ là dị hợp về một cặp, một bên dị hợp về cặp đối với nó. Như vậy trường hợp đấy sẽ là trường hợp thứ nhất. Bây giờ thầy lại phân tích cái cách 2, 1/4 thì bằng 1/4 nhân 1. Nhân 1 tức là cái cơ thể một còn lại phải cho ra được một loại giao tử của cái phần đấy thôi. Vậy thì nó sẽ có các kiểu gen của P này. Thầy lấy ví dụ thứ nhất bằng gì sẽ bằng này. Như vậy cơ thể thứ hai thỏa mãn được, đó là đây, thì tổ hợp với nhau nó sẽ ra được là 1/2 A gạch với cả 1/2 B nhỏ thì cũng bằng 1/4. Tương tự như thế thì sẽ có tiếp ba kiểu gen nữa thỏa mãn được, đó là kiểu gen thứ ba, đây là 1 này, 2 này và 3. Bằng 1 A gạch nhân với cả 1/4 B nhỏ thỏa mãn được này. Phép lai thứ tư thỏa mãn được là như này. Một 100% A lớn A nhỏ rồi, đúng kiểu hình là thân cây hoa đỏ rồi. B nhỏ bằng 1/4 và phép lai thứ năm thỏa mãn được, đó là như vậy là trong này nó sẽ có 5 phép lai thỏa mãn được, là ở đời con thì sẽ thu được tỷ lệ cây hoa đỏ. Cây hoa đỏ thân thấp sẽ là chiếm 1/4. Như vậy các em sẽ lựa chọn đáp án D, tức là có 5 phép lai phải thỏa mãn được. Như vậy chúng ta thấy là nó rất là khó ở chỗ là phải xác định đủ. Không khó phải đánh đố, nhưng phải khó là ở cái kỹ năng các em làm nhanh. Như vậy câu 3 này, câu 4 đáp án đúng là đáp án B. Bây giờ chúng ta sang câu 5. Câu 5 là một câu về mối quan hệ sinh thái. Nào sau đây giữa các loài trong một quần xã được coi là động lực chính của diễn thế sinh thái. Thế thì quan hệ cộng sinh và quan hệ hợp tác là hai quan hệ mà có lợi cho sinh vật, thì chúng ta thấy ngay là phương án C và phương án D các em sẽ bị loại.
Còn đáp án A là vật ăn thịt và con mồi, đáp án B là quan hệ cạnh tranh khác loài. Thế thì chúng ta nhớ lại là quan hệ cạnh tranh là mối quan hệ mà cả hai bên cùng thúc đẩy nhau sự tiến hóa và cạnh tranh với nhau phân ly ổ sinh thái. Như vậy câu 6, câu 5 sẽ là đáp án B. Câu 5 là câu lý thuyết sinh thái, vậy thì đáp án đúng của nó cũng là đáp án B, quan hệ cạnh tranh khác loài. Bây giờ đến câu 6, câu 6 là một câu về rối loạn của giảm phân. Một phép lai cơ thể cái có kiểu gen là lai với một cơ thể đực có kiểu gen A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Trong quá trình tạo giao tử cái, cặp nhiễm thể mang gen B nhỏ không phân ly trong giảm phân 1. Cặp B nhỏ ở cơ thể cái không phân ly trong giảm phân 1, giảm phân 2 tạo ra bình thường. Như vậy thì ở cái cơ thể cái này thì sẽ tạo ra được là khi giảm phân mà cặp này bị rối loạn chúng ta học rồi thì sẽ tạo ra được các loại giao tử, đó là A lớn, B nhỏ này. A lớn không, không có B nhỏ này. Tương tự như thế, A nhỏ, B nhỏ và A nhỏ không. Còn cơ thể đực thì giảm phân bình thường thì sẽ tạo ra được hai loại giao tử, đó là vậy thì chúng ta nhìn thấy ngay sự thụ tinh giữa nhóm này với nhóm này thì sẽ tạo ra được các loại hợp tử, và đáp án đúng của nó sẽ là đáp án D, sẽ tạo ra được bằng lấy các hợp tử có kiểu gen giống như thế. Như vậy câu số 6 này các em sẽ chọn là đáp án D. Bây giờ đến câu 7. Câu 7 là một câu về nhân tố tiến hóa. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên? A. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên cá thể, không tác động lên quần thể. B. Những allele không biểu hiện ra kiểu hình thì không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên. C. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số allele của quần thể theo một hướng. Và D. Chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. Thế thì trong này nó sẽ có 3 phát biểu đúng. Phát biểu D thì đi từ dưới lên này. Chọn lọc làm giảm đa dạng bởi vì nó loại bỏ những cái kiểu hình mang kiểu gen mà không phù hợp với môi trường. Như vậy là đáp án D đúng. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số allele theo một hướng bởi vì nó lựa chọn có hướng. Là đây là nhân tố có hướng. Câu C cũng đúng. Câu B là những allele không biểu hiện ra kiểu hình thì không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên. Thế chúng ta nhớ lại là chọn lọc tự nhiên là tác động trực tiếp lên kiểu hình để lựa chọn những kiểu gen phù hợp. Vậy allele mà không được biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ như là trong trường hợp cơ thể như này, thì allele lặn không biểu hiện ra kiểu hình thì sẽ không bị đào thải. Như vậy đáp án B cũng đúng. Còn câu A là câu bị sai. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên cá thể, không tác động lên quần thể là sai. Như vậy câu 7 các em sẽ chọn đáp án A. Bây giờ chúng ta vào câu 8 là một câu rất là khó. Chúng ta sẽ vào, đây là câu thầy đánh giá là câu khó nhất trong cái đề mà thầy cho các em làm ở đề số 1 này. Theo lý thuyết này, ở một loài thực vật gen B lớn quy định hoa đỏ chịu hoàn toàn so với allele B nhỏ hoa vàng này. A lớn át sự biểu hiện của B lớn và B nhỏ biểu hiện ra hoa trắng. Như vậy quy ước gen là đây sẽ là hoa trắng. Như vậy tương tác này tương tác 12-3-1 rồi. Còn lại A nhỏ B lớn gạch sẽ là hoa đỏ. Và A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ sẽ là hoa vàng. D lớn thân cao và D nhỏ thân thấp. Thế thì bây giờ người ta yêu cầu ở dưới là cặp gen B lớn B nhỏ nằm trên nhiễm thể số 2, còn cặp A và D nằm trên nhiễm thể số 4. Như vậy là cái cặp A này đã liên kết hoàn toàn, liên kết với cả cặp D. Được chưa? Bây giờ người ta hỏi là cho P là cây hoa trắng thân cao, giao phấn với một cây khác có cùng kiểu hình mà thu được 6 loại kiểu hình. Ở đời con, cây hoa trắng chắc chắn phải là có A gạch, B có A, phải có A lớn, A nhỏ rồi, có A rồi, mà lại thu được cả 6 loại kiểu hình. Vậy thì từ đây các em phải suy ra được là cái kiểu gen của nó. Chúng ta sẽ tìm, chúng ta suy ra được ngay là
Kiểu gen của các cây này nó phải là chắc chắn phải là xét về cái gen B thì chỉ có thể là như này thôi. Thế thì nếu mà trường hợp này chúng ta thấy ngay là cái trường hợp này thì cái B nhỏ chiếm 1/4, còn trường hợp này thì cái B nhỏ bằng 1/2. Và bây giờ chúng ta thấy ngay là phân tích cái cây đầu bài cho cái cây là trong đó cây thân cây hoa vàng thân thấp chiếm 1%. Tức là kiểu gen của cây này phải là A nhỏ D nhỏ trên A nhỏ D nhỏ B nhỏ bằng 0,01. Vậy từ đây các em suy ra được là A nhỏ D nhỏ trên A nhỏ D nhỏ. Giảm nước cái này cho thì hai trường hợp chia cho 0,25 hoặc chia cho 0,5 thì sẽ ra được là trường hợp thứ nhất là A nhỏ D nhỏ sẽ bằng là 0,04. Trường hợp thứ hai là A nhỏ D nhỏ trên A nhỏ D nhỏ bằng 0,02. Vậy nhìn thấy ngay trường hợp này là căn được ra số nguyên. Còn trường hợp này không, như vậy là chúng ta sẽ có là tìm được cái kiểu gen hoán vị của nó ở trong 3 trường hợp. Và một bên là cơ thể hoán vị ở cả hai thì nó sẽ có 3 trường hợp kiểu gen sau đây thỏa mãn. Thầy viết cố nốt đây này. Ở trường hợp 1, bố mẹ phải là A lớn D nhỏ trên A nhỏ D lớn B nhỏ với A lớn D nhỏ trên A nhỏ D lớn B nhỏ. Đây là trường hợp hoán vị gen ở cả hai bên với tần số F bằng căn này bằng 40%. Và trường hợp thứ hai là trường hợp A lớn D nhỏ trên A nhỏ D lớn B nhỏ nhân với cả A lớn trên A nhỏ D nhỏ B nhỏ. Trường hợp này là 0,04 thì lại phân tích thành là 0,4 nhân 0,1. Như vậy là cái giao tử 0,4 là giao tử liên kết, nên là suy ra là diệp tử đều. Còn cái giao tử A nhỏ D nhỏ là 0,1 thì là giao tử hoán vị. Và cái này F hoán vị ở hai bên F bằng 20%. Còn trường hợp thứ ba là hoán vị với một cơ thể là B nhỏ ở đây thì trường hợp thứ ba sẽ là, thầy viết nốt vào đây này, sẽ là A lớn D nhỏ trên A nhỏ D lớn B nhỏ lai với cả A lớn D nhỏ trên A nhỏ D lớn B nhỏ. Đấy, và trường hợp này các em phân tích ra thì cũng hoán vị hai bên với tần số là căn của 0,02 hoặc với tần số bất kỳ, nhưng về lý thuyết thì thấy nghiêng về cái mà ở thực vật thì hoán vị gen thường là hai bên bằng nhau. Đấy là cái mà, như vậy ở bài này là một bài khó, các em phải giảm bước tỷ lệ đi. Và đáp án đúng của trường hợp này là sẽ có 3 phép lai thỏa mãn được cái sơ đồ trên. Đấy là câu số 8, thầy đánh giá là câu khó nhất trong cái đề ngày hôm nay thầy cho. Trong này nó có khoảng 5 câu tương đối khó, nhưng mà thầy sẽ cố gắng là mỗi một đề thầy chỉ đưa vào bằng đấy câu lạ và khó, nhưng mà kiểm tra được kiến thức của các em để các em hy vọng là một số bạn sẽ lấy được điểm 9, điểm 10. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp các câu tiếp theo, câu số 9. Câu số 9 là một câu về diện thế sinh thái. Câu lý thuyết thôi, thầy sẽ chỉnh nhanh câu này luôn. Khẳng định nào dưới đây là không đúng khi nói về diễn thế sinh thái? Đáp án A, diễn thế nguyên sinh bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật. Đáp án B, diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã, không liên quan đến điều kiện môi trường vô sinh. Đáp án C, việc nghiên cứu diễn thế sinh thái có ý nghĩa to lớn đối với việc quy hoạch các chính sách phát triển kinh tế xã hội của con người. Và đáp án D, các nhiễu loạn như cháy rừng, lũ lụt, núi lửa phun là một trong các nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái. Thế thì chúng ta nhìn thấy ngay là ở cái câu 9 này là một câu rất là dễ thôi. Đáp án B là đáp án phát biểu sai, bởi vì là trong sách khoa các em nhớ có một câu là song song với quá trình biến đổi quần xã sinh vật là sự thay đổi về các nhân tố sinh thái. Thế nên nhân tố thì có cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh, mà đáp án B lại bảo là diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự quần xã không liên quan đến điều kiện môi trường. Như vậy là các em sẽ lựa chọn câu 9 là đáp án B nhé. Vậy đấy là 9 câu đầu tiên, chúng ta sẽ sang tiếp các câu tiếp theo. Bây giờ thầy thường ra sang tiếp các câu tiếp theo nhé. Câu 10 trong đề của thầy số 1 này sẽ là câu về tính số kiểu gen trong di truyền quần thể. Câu này thì cũng công thức thầy cho rồi ở trong các video rồi. Bây giờ chúng ta chỉ làm thôi. Ở một loài động vật có vú xét hai gen, gen thứ nhất có 3 allele nằm trên nhiễm thể thường. Gen thứ hai có 5 allele nằm ở vùng tương đồng của cặp nhiễm thể giới tính X. Theo lý thuyết, quá trình ngẫu phối có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen dị hợp tử với cả hai gen trên? Chúng ta cùng chữa câu 10 này.
Gen 1 có 3 len ở trên nhiễm thể thường. Như vậy số kiểu gen sẽ là, nó đúng công thức mà làm thì sẽ bằng là 3 × 4 = 12. 12 chia cho thầy xin lỗi viết nhầm đây, 12 chia cho 2 bằng 6 kiểu gen. Trong 6 kiểu gen này thì nó có 3 allele, thế nên là nó có 3 kiểu gen đồng hợp và 3 kiểu gen dị hợp. Như vậy từ đây ta suy ra thì bây giờ đến set gen 2 có 5 allele. Tại vùng tương đồng. Thế thì ở dưới XX thì sẽ bằng là, bằng 15. 15 nhưng mà lại có 5 allele trừ đi 5 kiểu gen đồng hợp. Như vậy chỉ còn lại là 10 kiểu dị hợp. Còn ở dưới XY, tương đồng của X và Y thì sẽ bằng là 5 x 5 bằng 25 kiểu gen, trừ đi 5 kiểu đồng hợp, như vậy là còn lại là 20 kiểu dị hợp. Từ đây các em thấy ngay là xét chung cho cả hai gen này chúng ta thấy ngay là như vậy là ở dưới XX sẽ bằng là 10 × 3, 10 trên giới tính và 3 ở những bình thường, như vậy sẽ bằng là 30 kiểu gen dị hợp. Còn ở dưới XY sẽ là 20 trên giới tính cộng nhân với 3 ở thường bằng 60 kiểu gen dị hợp. Như vậy tổng sẽ bằng là 90 kiểu gen. Nhưng mà đây người ta hỏi là 90 kiểu gen về gì? Về dị hợp. Như vậy đáp án đúng của trường hợp này sẽ là đáp án C. Bây giờ thầy sẽ chữa tiếp câu 11. Câu 11 là một câu về quy luật di truyền. Tuy nhiên câu này thầy phải chữa cẩn thận bởi vì thầy thấy là nó tương đối khó cho các bạn ở câu này. Đi theo cái hướng bình thường thì thầy nghĩ rằng câu 11 này các bạn sẽ không ra được. Nhưng có một cách làm rất là đơn giản thôi. Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả là do tương tác giữa hai gen nằm trên hai nhiễm thể khác nhau quy định. Cây quả dẹt tự thụ phấn thu được tỷ lệ là 9 dẹt, 6 tròn và 1 dài. Như vậy tương tác bổ trợ 9-6-1. Cho các cây quả tròn F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thì tỷ lệ kiểu hình ở F2 là, chúng ta nhìn thấy ngay là tương tác bổ trợ 9-6-1. Vậy thì trong số 6 cái quả tròn này thì nó sẽ có những kiểu gen. Kiểu thứ nhất, 6 quả tròn có kiểu gen là và hai là như này. Cho các cây quả tròn F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỷ lệ kiểu hình ở F2 sẽ là bao nhiêu? Thế thì ở trong cái trường hợp này, nếu mà các em sử dụng cái tính của tần số allele trong một quần thể này thì nó sẽ không thể hiện phản ánh rõ được và kết quả nó sẽ sai. Có một cách tính bởi vì quần thể chưa cân bằng. Chúng ta sẽ có một cách tính như sau. Cách này thầy sẽ giản ước về cái giao tử. Vậy ở đây nó có 6. 1/6, 2/6, 1/6 và 2/6 chứ giản ước. Vậy thì thầy sẽ suy ra cái giao tử A lớn B nhỏ ở trường hợp này bằng 1/6. Tương tự như thế, thằng này sẽ cho ra được hai giao tử. Giao tử A lớn B nhỏ bằng 1/6, A nhỏ B nhỏ cũng bằng 1/6. Tương tự cách tính cho hai giao tử này, sau đó các em cộng vào với nhau thì các em sẽ thấy rằng tỷ lệ các loại giao tử cuối cùng tìm được sẽ là 1/3 A lớn B nhỏ, đây cộng thằng này và thì 2/6 là nước 1/3. Tương tự như thế sẽ là 1/3 A nhỏ B lớn và 1/3 là A nhỏ B nhỏ. Chỉ có thế thôi. Như vậy cho giao phấn. Chúng ta nhìn thấy ngay là ở trường hợp này tỷ lệ của cây quả dài là 1, tức là chỉ là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Vậy chỉ là đi A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, tức là bằng thằng này bình phương. Như vậy nó bằng là 1/9
Tương tự như thế thì ở cái trường hợp thứ hai là hoặc là chỉ bằng, chúng ta nhìn thấy ngay là ở cái cây cây quả dẹt ấy, cây quả dẹt thì là cơ thể này đi với cơ thể này hai lần lên, đúng chưa? Như vậy là bằng là giao tử đực đây, giao tử cái đây, và ngược lại đây là giao tử cái với đây là giao tử đực. Như vậy là nó sẽ bằng là 2/9 sẽ là A gạch B gạch, thì thằng này ứng với con nó là quả dẹt, thằng này ứng với nó là quả dài, còn lại chẳng cần tính gì nữa thì suy ra ngay đó là quả quả tròn bằng 6/9 là quả quả tròn. Như vậy ở trường hợp này thu được sẽ là 2 quả dẹt, 6 quả tròn và 1 quả dài. Đáp án đúng của nó trường hợp này sẽ là đáp án D. Như vậy câu 11 là đáp án D. Bây giờ đến câu 12. Hỏi cho phép là như này. Trộn lẫn hoàn toàn, mỗi gen quyết định một tính trạng. Khoảng cách giữa A với B bằng 20 cm gan. FDE bằng 0,3. Bây giờ người ta hỏi là hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số bằng nhau, loại cơ thể mang kiểu hình trội ở cả bốn tính trạng là bao nhiêu? Thì chúng ta rất là nhanh thôi, ta sẽ tính được cái cơ thể này. Đây là hai giao tử liên kết, như vậy bằng 1 trừ F chia đôi, tức là bằng 0,16. Từ 0,16 thì các em sẽ suy ra là cái kiểu hình này. Tương tự như thế, cơ thể này thì bằng một giao tử liên kết, liên kết là bằng 0,35, với một giao tử D nhỏ, E nhỏ là giao tử hoán vị bằng một nửa, 0,15. Như vậy sẽ bằng là, và sẽ bằng là 0,0525. Thì từ đây các em suy ra cái vậy xác suất để tìm được một cơ thể mà có cái tỷ lệ theo lý thuyết để thu được cái kiểu hình cả bốn tính trạng trội sẽ bằng là cái này nhân với cái này, và kết quả nó sẽ bằng là 0,36465. Đáp án đúng của câu 12 này sẽ là đáp án C. Đấy, như vậy là các em thấy là nó nhân rất là đơn giản thôi. Bây giờ thầy sẽ chữa tiếp cho câu 13 và câu 14. Đây là hai câu lý thuyết. Câu 13 này: ở một loài động vật, gen A lớn quy định có vẩy trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định không vẩy. Kiểu gen A lớn gây chết ở giai đoạn phôi. Các kiểu gen khác không gây chết. Hiện tượng một allele trội quy định tính trạng thường lại gây chết ở trạng thái đồng hợp chứng tỏ. Thế thì nếu mà đột biến thường gây chết thì đột biến trội thì cả trội và đồng hợp và dị hợp đều chết. Như vậy đáp án B không đúng. Đáp án D là khả năng gây chết phụ thuộc vào môi trường. Không nói gì rõ được cả yếu tố này cả, cũng loại. Các kiểu gen dị hợp từ không bao giờ gây chết thì là một câu cũng rất chung. Chỉ có cái đáp án A là gen đa hiệu có thể trội ở tính trạng này nhưng lại lặn ở tính trạng khác. Và đấy là cái lý do mà cho cái việc là nó tổ hợp lại thì A lớn nó gây chết nhưng A lớn A nhỏ thì lại không gây chết. Như vậy câu 13 đáp án đúng sẽ là đáp án A. Hoặc câu 14: cho các đặc điểm sau đây. 1. Độ đa dạng về loài cao. 2. Năng suất sinh học cao. 3. Chuỗi thức ăn ngắn thường bắt đầu bằng sinh vật sản xuất. 4. Tính ổn định cao. Và 5. Ổ sinh thái của các loài thường rộng. Hệ sinh thái nhân tạo có những đặc điểm nào? Thế thì độ đa dạng cao là bị kém rồi, vì hệ sinh thái nhân tạo thì cái số loài và thành phần loài nó sẽ yếu hơn. Như vậy là 1 không đúng. 1 không đúng thì loại bỏ được ngay cả A và B. Tiếp, bây giờ còn 2, 3, 4, 5 hay là 2, 3, 5. 2, năng suất sinh học cao, đúng, bởi vì nó đang ở giai đoạn mình gây dựng. Nó khác với cả hệ sinh thái tự nhiên là nó có nhiều lứa tuổi. Chuỗi và lưới thức ăn ngắn thường bắt đầu bằng sinh vật sản xuất, câu này cũng đúng. Tính ổn định cao, câu này không có, bởi vì là hệ sinh thái tự nhiên thì số lượng loài nhiều thì nó mới làm tăng tính ổn định. Như vậy là đáp án đúng sẽ là đáp án D. Có 3 phương án trả lời đúng, đó là 2, 3 và 5. Bây giờ thầy cho chúng ta sẽ sang tiếp các câu lý thuyết tiếp theo. Bây giờ thầy sẽ chia tiếp câu 15. Ở một loài thực vật, các đột biến thể 1 vẫn có thể sức sống và khả năng sinh sản. Cho thể đột biến 1, thể 1 nhiễm 2N-1 tự thụ phấn.
cho biết rằng các giao tử N-1 vẫn có khả năng tham gia thụ tinh, nhưng mà cái hợp tử thể không hay N-2 thì đều bị chết. Theo lý thuyết, trong số các hợp tử sống sót thì tỷ lệ hợp tử 2N được tạo ra là bao nhiêu? Câu này rất là dễ thôi, nhưng các em phải nhớ quy đổi nó về. Thế thì cơ thể 2N-1 này khi thực hiện quá trình giảm phân, đúng chưa? Và mỗi loại này sẽ chiếm tỷ lệ với nhau bằng là 1/2. Bây giờ khi thụ tinh thì nó sẽ tạo ra này. Chiếm 1/4 này. N-1 với cả N. Đây, N-1 với cả N thụ tinh chéo với nhau thì bằng là 2N-1. Nhưng tỷ lệ này sẽ chiếm là 1/2. Còn lại thế thì cơ thể này sẽ làm sao? Đầu bài cho rồi, cơ thể này sẽ chết. Như vậy tỷ lệ còn lại hoặc là N-1 bằng 2 hoặc là N2N bình thường bằng 1. Như vậy tổng ở đây là 3. Mà người ta hỏi là tỷ lệ còn sống theo lý thuyết thì cơ thể 2N này chiếm tỷ lệ bao nhiêu, thì nó sẽ bằng là 2N. Như vậy nếu mà khoanh 1/4 là sẽ bị nhầm, bị sai. Như vậy đáp án đúng của trường hợp này phải là 1/3 sau khi đã quy đồng những cái cá thể còn sống. Như vậy câu 15 này đáp án đúng sẽ là đáp án D. Câu 16 là một câu lý thuyết. Hai loài côn trùng có hình thái ngoài hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn giống nhau, chú ý những từ khóa nhé. Sống trong cùng một khu vực và có cùng mùa sinh sản. Kiểu cách ly sinh sản nào sau đây giúp cho các cá thể của hai loài không bao giờ giao phối nhầm với nhau? Thì chúng ta nhìn ngay là hiển nhiên phải là cách ly về tập tính rồi. Khả năng tập tính của nó về nó sẽ quyết định đến cái việc là hai loài này sẽ không giao phối nhầm với nhau. Như vậy câu 19 sẽ là đáp án B. Câu 16 sẽ là đáp án B. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 17 là một câu về di chuyển quần thể. Ở một loài thực vật A lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A nhỏ hoa trắng. Thầy phân tích đến đâu thầy ghi luôn này. A lớn sẽ là đỏ, A nhỏ sẽ là trắng. Quần thể xuất phát có 100% hoa đỏ. A đỏ, hoa đỏ tức là A lớn gạch. Sau 3 thế hệ tự tụ phấn thì tỷ lệ hoa trắng là 0,175. Thì cái kiểu gen này. Như vậy là chúng ta nhớ lại là cái số tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm đi qua các thế hệ thì được chia đều cho thể đồng hợp trội và thể đồng hợp lặn. Như vậy cái này tương đương với cái việc là tỷ lệ giảm A lớn A nhỏ bằng 0,35. Được chưa? Vậy các em sẽ gọi cái tỷ lệ A nhỏ ở quần thể ban đầu là x. Thì ta sẽ có cái phương trình tương đương là ban đầu là x này, trừ đi x nhân với cả 1/2 mũ 3, đúng chưa? Giảm đi một nửa sau mỗi thế hệ mà, thì bằng 0,35. Vậy từ đây các em sẽ suy ra được là x bằng 0,4. Như vậy di hợp tử bằng 0,4 thì suy ra sẽ có 0,6 là A lớn A lớn. Như vậy đáp án đúng của trường hợp này các em tìm được ngay, đó là đáp án toàn B. Rất là dễ. Đây là câu 17. Chúng ta sang câu 18 là một câu lý thuyết về chọn giống. Cho các phương pháp sau đây: 1. Lai tế bào soma, 2. Lai xa kèm đa bội hóa, 3. Lai hữu tính và 4. Là chuyển gen. Những phương pháp nào có thể tạo giống được mới mang đặc tính của hai loài khác nhau? Câu này người ta có thể sửa thành là có bao nhiêu phương pháp tạo thì lại khó hơn nhá. Như vậy đáp án đúng của câu này: lai tế bào soma là sự dung hợp tế bào và lai hai tế bào và tạo thành 4. Lai tế bào 2N vậy thì nó là tạo được nhá. Lai xa kèm đa bội hóa cũng thế. Lai hữu tính là phương sinh hoạt hữu tính, không phải. Chuyển gen có để chứa được gen của hai loài. Vậy thì đáp án đúng của nó sẽ là đáp án C. 1, 2 và 4 là 3 phương pháp nó sẽ tạo được. Như vậy câu 18 rồi đến câu 19. Câu 19 cũng dễ thôi.
Họ ở một loài thực vật, người ta cho like một cây hoa trắng. P là hoa trắng này. Like với cây 1 thu được 7 trắng 1 đỏ. Thế thì nếu mà xem cái video bài giảng về phần tương tác gen của thầy thì các em đã thấy ngay là thầy đã đưa ra được các trường hợp, cái bảng đưa ra được các trường hợp về tỷ lệ 7-1. Chúng ta hình dung chưa? Vậy thì nó sẽ có hai trường hợp hoặc ba trường hợp các bạn được suy luận xem, nhưng mà nhiều hơn một. Vậy thì đến đây chưa thể thỏa mãn được, nhưng lại có một cái. À, vậy thì phép lai 2 sẽ là phép lai từ khóa để các em lựa chọn vào. Đây là tương tác 13-3. Vậy bây giờ 13 trắng, 3 13-3 đúng không? Vậy thì bây giờ là cho cây P lai phân tích. Như vậy chứng tỏ cái cây hoa trắng này phải là gì? Bây giờ lai phân tích. Tương tác 13-3 thì chứng tỏ phải thu được tỷ lệ là 3 trắng 1 đỏ. Như vậy đáp án đúng của nó là đáp án tỷ lệ cây hoa trắng ở đời con là 3/4, tức là chiếm 75%. Nhưng đáp án đúng của nó sẽ là đáp án C. Câu 20. Khi nói về đột biến gen phát triển ra đây là đúng. A. Tất cả các đột biến gây chết đều không được truyền lại cho đời sau. Câu này đúng trong phần giới hạn của câu này là đúng. Câu B. Đột biến điểm chỉ phát sinh trong môi trường khi có tác nhân đột biến. Đột biến điểm chỉ phát sinh, đúng rồi, khi có tác nhân đột biến. Còn lại nếu mà hầu hết thì cái dạng bao giờ hiếm ấy, thì nó sẽ được tế bào nhận biết và sửa sai luôn. Đột biến gen tạo ra allele mới làm tăng tính. Đột biến điểm chỉ phát sinh trong thầy chữ lại câu 25 nhé. Khi nói về đột biến gen thì phát biểu ra đây là đúng. Tất cả các đột biến gây chết đều không được di truyền cho đời sau. Lúc nãy thầy đọc nhầm là đều không được di truyền. Thế thì tất cả đột biến gây chết, nhưng mà nó đến sau tuổi sinh sản ấy. Chúng ta nhớ lại là cái phần đấy thầy chưa trừ cái ngoại lệ lúc nãy. Cái bài có một câu về bệnh Huntington của người ấy. Biểu hiện của bệnh này là gây chết ở độ tuổi từ 40 đến 50 mới gây chết. Như vậy là đã qua tuổi sinh sản rồi thì vẫn thỏa mãn được. Như vậy là chú ý là trong một số trường hợp thì cái đề thi hầu hết nói là như này, nhưng mà lại có một số cái nâng cao. Thì trong cái câu này là nâng cao. Đột biến điểm chỉ phát sinh trong môi trường có đột biến thì câu này sai, vì là trong cái phần mà ba dơ dạng hiếm thì được phát hiện, nhưng mà nếu mà enzyme không phát hiện được thì gây ra lắp nhầm, ví dụ như G hiếm thì gây thay thế cặp G thành cặp AT. Đột biến gen tạo ra các allele mới làm tăng tính đa dạng di chuyển của loài, ví dụ từ đột biến thuận A lớn thành A nhỏ thì làm tăng allele và làm tăng 4 gen. Như vậy câu C sẽ là câu đúng, còn hai câu kia chưa hoàn thiện. Nhìn thì có vẻ là đúng nhưng mà nó sẽ chưa hoàn thiện. Cường độ, còn câu D thì hiển nhiên là các em sẽ loại được ngay rồi. Cường độ đột biến, cường độ tác nhân đột biến trong môi trường càng mạnh thì tần số đột biến càng thấp. Như vậy là các em chỉ có băn khoăn giữa cái câu A, câu B và câu C thôi. Nếu mà đi theo kiểu lướt lúc nãy thì là thấy ngay là đọc câu A đúng, câu B cũng đúng, không biết chọn nào, nhưng mà phải nhớ là ghi những cái trường hợp đặc biệt. Đấy, nhiều nhiều khi mà trong lúc giảng mà thầy mà phân tích mà thầy cứ lừa thì đưa như thế là có gần là sẽ bị đi theo thầy là sai chứ. Đấy, như vậy câu 20 sẽ là đáp án C. Đến câu 21 cũng là một câu lý thuyết. Đột biến xảy ra ở vùng nào trên operon lắc? Như vậy câu này hỏi về cái kiến thức của operon lắc trong điều hòa hoạt động gen của E. coli không làm thay đổi cường độ phiên mã của các gen cấu trúc ZIA, nhưng lại làm cho vi khuẩn E. coli mất khả năng. Như vậy cái ý của nó là không làm thay đổi cường độ phiên mã. Nhưng mà lại làm cho vi khuẩn E. coli mất khả năng phân giải. Thế thì chúng ta nhìn ngay là nếu mà làm thay đổi cường độ phiên mã thì hoặc là phải làm cho gen điều hòa không tổng hợp được protein, hoặc là làm đột biến cái vùng operator làm cho protein ức chế không gắn được để cho ADN pol cứ trượt liên tục. Thì đấy là cường độ. Thế nhưng mà ở đây lại là không phân giải được, mà chúng ta nhớ lại là chức năng của ba gen cấu trúc ZIA là để phân giải đường lactose. Vậy hiển nhiên phải là xảy ra ở vùng mã hóa ZIA thì nó làm biến dạng cái protein đi, dẫn đến enzyme sẽ không phân giải được. Như vậy đáp án đúng của câu 21 sẽ là đáp án B.
Câu 22 và câu 23 cũng là câu lý thuyết để chơi sự nhanh luôn này. Trong tự nhiên mỗi quần thể có một tỷ lệ giới tính đặc trưng. Tỷ lệ giới tính của quần thể có ý nghĩa là gì? Đáp án cần chọn sẽ là đáp án D, đảm bảo quần thể sinh sản tốt nhất trong điều kiện môi trường xác định. Câu 23. Là một câu về dịch mã, lý thuyết dịch mã của ribosome. Trong quá trình dịch mã thì ribosome có vai trò là gì? Đáp án A là cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp chuỗi polyptide thì không phải, bởi vì là chúng ta nhớ lại là cái hoạt hóa acid amin thì là do năng lượng ATP thôi, còn ribosome nó không cung cấp. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành liên kết peptide giữa các acid amin thì chúng ta nhớ lại là ribosome nó có 3 phần, đó là E, P và A. Trong đó E là acid tức là giải phóng, còn P và A là gắn vào để hình thành liên kết peptide. Như vậy câu 28 này đáp án đúng cũng sẽ là đáp án câu 23, đáp án đúng sẽ là đáp án B. Ribosome có vai trò để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành liên kết peptide giữa các acid amin. Tương tự như thế thì câu 24. Ngày nay các nhà khoa học đều cho rằng trong quá trình phát sinh sự sống ADN, ARN có trước ADN. Bằng chứng nào sau đây làm căn cứ để nhà khoa học đưa ra quan điểm này? Thế thì chúng ta nhìn thấy ngay là cái câu C là câu ARN được tổng hợp từ ADN thì nó chung chung lắm, nó không có một ý gì cả. ARN cũng có khả năng mang thông tin di truyền thì cũng không thể chứng minh được là xuất hiện trước. Chỉ có cái đáp án là A, người ta có thể tự tổng hợp được ARN nhân tạo mà không cần sự tham gia của các enzyme khác. Trong khi đó nếu cần ADN là phải có, vậy thì đáp án đúng của câu 24 sẽ là đáp án A. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang tiếp các câu tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp câu 25. Câu 25 là câu về đột biến gen. Một gen tiến hành nhân đôi liên tiếp 5 lần ở lần nhân đôi thứ 3, nhớ nhé, lần thứ 3. Một nu loại G trên một mạch khuôn chuyển sang dạng hiếm là G hiếm và liên kết với một nu loại T. Kết thúc quá trình nhân đôi thì một số gen đột biến thay thế cặp GX bằng AT tối đa là mấy gen? Thế chúng ta nhớ lại là ở lần nhân đôi thứ 3, lần thứ 3 này, G hiếm chèn vào một mạch, thì đến lần thứ 4 sẽ gây ra là trong hai mạch đấy thì sẽ tạo ra được là một gen sẽ gây ra bắt cặp nhầm. Như vậy là ở lần thứ 4 sẽ có một gen bắt nhầm. Và cái lần thứ 5 thì một mạch này sẽ nhân đôi thành 2, như vậy là sẽ có 2 gen nữa. Như vậy tổng của cả đến lần 5 sẽ là có 3 gen bị bắt cặp nhầm. Như vậy đáp án đúng của nó sẽ là đáp án B. Nhớ cái đấy để làm. Câu 26. Khẳng định nào sau đây là đúng về khi nói về ổ sinh thái? A. Ổ sinh thái của loài càng rộng thì khả năng thích nghi của loài càng kém. Câu này quá dễ giải loại luôn. Bởi vì ổ sinh thái là không gian sinh thái mà bao gồm tất cả các điều kiện thuận lợi. Nếu ổ sinh thái càng rộng thì nó càng thích nghi được tốt hơn chứ. Vậy câu này bị ngược sai. Câu B. Các loài cùng sống trong một khu vực thường có ổ sinh thái trùng nhau. Nhưng mà trùng nhau thì sẽ xảy ra quan hệ cạnh tranh. Cạnh tranh thì sẽ loại trừ, như vậy không đúng. Ổ sẽ là một điểm đặc trưng của loài không thay đổi trong quá trình tiến hóa là sai. Môi trường thay đổi thì ổ sinh thái co lại hoặc là giãn ra, rộng mở rộng ra. Vậy là cũng không đúng. Và đáp án đúng sẽ là đáp án D. Quần giã càng đa dạng về loài thì rất là nhiều thành phần loài thì phải thu hẹp, các loài phải thu hẹp ổ sinh thái. Như vậy câu 26 sẽ là đáp án D. Câu 27. Cho 6 phép lai, người ta hỏi là biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ cho ra giao tử, lưỡng bội khả năng thụ tinh bình thường. Theo lý thuyết trong các phép lai trên thì có bao nhiêu phép lai? Đấy cái dạng hỏi có bao nhiêu phép lai. Mà đời con có tỷ lệ phân ly kiểu gen theo tỷ lệ là tỷ lệ phân ly kiểu gen này. Như này. Yeah. Vậy thì ở trường hợp này sẽ bằng là bước đầu tiên các em làm là các em sẽ phân tích cái tỷ lệ này thành tích của hai cái của cơ thể đang lại hai cơ thể tứ bội mà. Như vậy sẽ bằng là kiểu gen thứ nhất là 121 đấy nhân với cả 141 thì nó đủ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm từng phép lai một và làm thật nhanh thì sẽ ra thôi. Bây giờ thầy hướng dẫn một câu thôi, con một thôi, xong em sẽ tự xử lý nhé. Phép lai 1 là như này.
Thế chúng ta nhìn thấy ngay là ở trường hợp này thì cơ thể này sẽ ra được tỷ lệ là 1A lớn A lớn, 4A lớn A nhỏ, 1A nhỏ A nhỏ nhân với cả A lớn bên này là 1. Như vậy là tỷ lệ nhất là tỷ lệ 1:4:1 rồi. Tỷ lệ này 1B lớn 4B lớn B nhỏ, 1B nhỏ B nhỏ nhân với tỷ lệ này ra là 1B lớn B lớn 1B lớn B nhỏ. Đúng chưa? Như vậy là nhìn thấy ngay, thứ nhất là 4B lớn này, xong rồi lại còn 3B lớn 1B nhỏ là 2 này, tỷ lệ này sai luôn. Như vậy phép lai 1 sẽ là phép lai không thỏa mãn. Cứ như vậy thì các em loại đi, thì trong 6 phép lai này nó sẽ có 2 phép lai là phép lai thỏa mãn, ra tỷ lệ là 8442211111. Như vậy đáp án đúng của nó sẽ là đáp án C. Câu 28. Khi nói về mức sinh sản và mức tử vong của quần thể thì kết luận là ra đây là không đúng. A. Mức sinh sản của quần thể là số cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian. Câu này đúng. Sự thay đổi về mức sinh sản và mức tử vong là cơ chế điều chỉnh chủ yếu. Cơ chế chủ yếu để điều chỉnh. Đúng rồi, bởi vì điều chỉnh kích thước của quần thể thì có sinh trừ tử cộng với nhập cư cộng trừ đi di cư. Nhưng mà di cư và nhập cư thì chỉ là yếu tố phụ thôi. Như vậy điều chỉnh chính phải là sinh tử. Đúng. Câu C. Mức tử vong là số cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian. Câu này với câu A hoàn toàn đúng. Chỉ có đáp án D là đáp án không đúng, đó là mức sinh sản và mức tử vong của quần thể có tính ổn định và không phụ thuộc vào môi trường là sai. Vì là khi môi trường sống thay đổi vì nhân tố sinh thái này, hoặc cả thức ăn bị suy giảm này, quan hệ bệnh tật xảy ra này, phát sinh ấy, thì nó sẽ làm cho sức sinh giảm, tử đăng hoặc ngược lại. Như vậy đáp án đúng của câu 28 là đáp án D. Cần tìm là đáp án không đúng thì chúng ta phải lựa chọn. Câu 29. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về gen nằm trong tế bào chất? Gen nằm trong tế bào chất thì là gen thuộc khối tế bào chất, thì nó có thể là gen một phân tử ADN, nhưng mà có thể là mạch đơn hoặc là ARN vân vân, một loạt gen ti thể lạp thể. Vậy thì chúng phải là đáp án B, là khẳng định nào sau đây đúng khi nói về, vậy thì nó phải là không tồn tại hình từng cặp allelen. Như vậy câu 29 là đáp án B. Đến câu 30. Một phân tử ADN có tỷ lệ các nu như sau: A bằng 20%, T bằng 10%, G bằng 60 và X bằng 10. Để tạo ra một phân tử này theo cơ chế nhân đôi ADN thì cần tỷ lệ bao nhiêu? Tôi nhìn ngay là một phân tử ADN này có tỷ lệ này. Mà đây suy ra ngay là mạch đơn rồi. Vậy thì hiển nhiên đây là A khác T không theo nguyên tắc bổ sung, vậy là mạch đơn. Để tạo ra một phân tử giống với phân tử này thì cần theo cơ chế nhân đôi của ADN, thì lúc này tỷ lệ môi trường cung cấp là A bằng T sẽ bằng là 20 cộng 10 chia đôi bằng 15%. Tương tự như thế thì G bằng X sẽ bằng là 35%, và đáp án đúng của nó sẽ là đáp án A. Câu 31 khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái? Không đúng nhé. Nguồn năng lượng chủ yếu cung cấp cho sự sống trên đất là nguồn năng lượng mặt trời. Câu này đúng, bởi vì là trong rất nhiều năng lượng quang năng, hóa năng hoặc là năng lượng ánh sáng nhân tạo thì năng lượng quang năng của mặt trời bao giờ là chiếm tuyệt đối, số đông rất là lớn về cái chiếm ưu thế. Câu 2. B. Trong quần xã, năng lượng được truyền theo bậc dinh dưỡng theo một chiều từ sinh vật sản xuất, từ môi trường vào sinh vật sản xuất và cuối cùng là phân giải trả lại môi trường. Chỉ có khoảng 10% năng lượng ở bậc dinh dưỡng thấp truyền cho bậc cao, bởi vì nó tiêu hao rất nhiều. Nhưng cái câu D là câu không đúng này. Phần lớn năng lượng truyền trong hệ sinh thái bị tiêu hao qua rơi rụng và chất thải. Nó còn giữ lại để đồng hóa này, duy trì thân nhiệt này, không sử dụng được này, vân vân một loạt. Như vậy câu 31 sẽ là đáp án D. Câu 32 là một câu về bài tập di truyền liên kết với giới tính. Thế thì tính tổng tỷ lệ ra thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ là 6 con cái lông hung. À, 3 con đực lông hung. Hai con cái lông trắng. Và 5 con đực lông trắng. Thứ vậy chúng ta nhìn thấy ngay là ở trường hợp này sẽ ra tỷ lệ là 9 hung 7 trắng.
9 con lông hung và 7 con lông trắng. Vậy thì đây là tương tác gen kiểu bổ trợ rồi, em sẽ quy được gen là 1. Vậy là do hai cặp gen quy định. Cái thứ hai, tính trạng màu lông hung và trắng biểu hiện không đều ở hai giới tính, đực và cái. Vậy suy ra phải có một gen nằm ở gen phải nằm trên những giới tính. Nhưng bây giờ nếu mà cả hai gen cùng nằm trên giới tính thì nó sẽ không thỏa mãn được, bởi vì ở đầu bài này vẫn thu được tổng là 16 tổ hợp, vậy nó bằng 4 x 4. Vậy chứng tỏ rằng phải có một cặp gen nằm trên thường, một cặp gen nằm trên giới tính. Vậy nhìn thấy ngay trong này, suy luận ra ngay thì đáp án đúng của câu 32 sẽ phải là đáp án D, sẽ là đáp án cần tìm. Bây giờ đến câu 33, là một câu tương đối khó, thì chữa câu 33 trước khi chuyển sang phần mới này. Bài này từ dữ kiện đầu bài thì nhìn thấy ngay gen này nằm trên nhiễm thể giới tính. Nhưng mà nếu cho nhá, là người ta cho luôn là cho lai giữa một cá thể đực XY với một cá thể cái XX đều mắt đỏ mà lại thu được tỷ lệ là 3 đỏ 1 trắng, trong đó trắng lại thể hiện ở toàn con cái, cái là XX. Vậy bài này từ đây, bài này là bài rất là mới, chưa năm nào nó thi vào cái dạng như này đâu, nhưng mà trong kiến thức thi đại học là nó có. Thầy dự phòng cho các bạn, và trong những đề của thầy, thầy sẽ minh họa cho các một số câu rất là lạ và hay như thế. Thì đây là phải suy ra ngay là nếu mà gen nằm ở vùng không tương đồng của X và Y thì nó X thì nó sẽ không thỏa mãn được, bởi vì không đời nào mà cả con đực là XY với con cái là XX đều mắt đỏ mà lại ra được 3 đỏ 1 trắng, mà lại là trắng chỉ có ở con cái. Đây, trong đó tất cả các cá thể mắt trắng đều là con cái. Vậy từ cái tỷ lệ các em suy ra là gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính và tại vùng tương đồng của XY, và phải suy ra tiếp đó là để ra được là toàn con cái là mắt trắng, vậy thì chứng tỏ rằng cái kiểu gen của bố mẹ nó phải thỏa mãn, đó là A lớn phải là đỏ này, A nhỏ là trắng này, và kiểu gen của P phải là XA lớn XA nhỏ với XA nhỏ IA lớn. Như vậy là đây là vùng tương đồng. Và từ đây suy ra được cái con F1 sẽ là XA lớn XA nhỏ XA lớn IA lớn XA nhỏ IA lớn và XA nhỏ XA nhỏ. Đúng chưa? Thế thì tỷ lệ này, người ta bảo là chọn một cặp mắt đỏ. Chọn một cặp mắt đỏ thì chọn một cặp mắt đỏ này. Thế thì xác suất để con đực đỏ, chúng ta nhìn thì ngay là đực đỏ nó có hai kiểu gen. Đây, thì xác suất để nó sẽ là con đực đỏ sẽ là 1/2. Được chưa? Đây là con đực này, thầy viết đây là con đực này. Và con cái thì chỉ có một con mắt đỏ thôi, đó là con cái này sẽ là con mắt đỏ. Như vậy là có hai phép lai thỏa mãn, hoặc là phép lai như này. Đấy, hoặc là phép lai như này. Vậy bây giờ chúng ta nhìn này, nếu mà trường hợp 1 thì sẽ thu được là 100% mắt đỏ. Tất cả đều đỏ hết mà, đúng chưa? Như vậy là nếu trường hợp 1 rơi vào trường hợp 1 thì sẽ là 1/2 là xác suất để con đực là kiểu gen như này, nhân với 100% đỏ mà xác suất để hai con đỏ sẽ là như này, sẽ bằng là 1/2. Đúng chưa? Bây giờ tiếp. Trường hợp 2, cơ thể này XA nhỏ IA lớn với XA lớn XA nhỏ thì sẽ thu được tỷ lệ là 75% là đỏ, còn lại XA nhỏ là trắng. Như vậy là trường hợp 2, 1/2 xác suất là kiểu gen, nhân với 1 con đỏ là 3/4, vậy xác suất 2 con đỏ là 3/4 bình. Nó sẽ bằng kết quả, cộng 2 trường hợp này vào với nhau thì ta sẽ thu được kết quả là nó sẽ bằng là 25/32. Đổi ra nó sấp xỉ 0.765625. Như vậy đáp án đúng của trường hợp này sẽ là đáp án C. Đây là một câu khó thứ hai, rất lạ mà khó, giống như cái câu đầu tiên, câu số 8 ấy. Đấy, thì thầy sẽ đưa ra cho khoảng độ 5 câu khó trong bài ngày hôm nay, trong đề số 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp câu 34. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp câu 34. Câu 34 thì nhìn có vẻ tưởng bài tập, nhưng thực ra nó không có gì cả. Ở một loài thực vật lưỡng bội gen A lớn quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen A nhỏ quy định quả vàng, tính trạng biểu hiện không phụ thuộc vào môi trường. Cho giao phấn giữa hai cây đều có kiểu gen dị hợp, đời con thu được 84% quả đỏ, 16% quả vàng. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường, không có đột biến phát sinh, số lượng cá thể nghiên cứu đủ lớn, sức sống của cá thể là ngang nhau,
Giải thích là sau đây là phù hợp với câu trả trên. Chúng ta nhìn thấy ngay là cho ra phân giữa hai cây đều dị hợp tử mà thu được tỷ lệ là 7, lẽ ra bình thường theo lý thuyết phải là 75% đỏ, 25% vàng, tức là tỷ lệ 3:1, nhưng đây nó cho là 84% đỏ và 15-16% vàng. Vậy thì đây là cái vi phạm điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly, tức là sức sống của các giao tử và các kiểu gen này là nó không tương đương nhau. Vậy đáp án đúng của câu 34 cần chọn sẽ là đáp án A. Khả năng thụ tinh của giao tử A sẽ cao hơn giao tử A nhỏ. Như vậy câu 34 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Chúng ta sang tiếp câu 35. Ở một loài thực vật, allele A lớn quy định hoa tím trội hoàn toàn so với allele A nhỏ quy định hoa đỏ. Allele B lớn quy định quả dài trội hoàn toàn so với allele B nhỏ quy định quả tròn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm mắc thể thường cho cây dị hợp về hai cặp gen trên thụ phấn với cây hoa tím quả tròn. Như vậy cây dị hợp tử nó sẽ như này. Câu 35 này. Cây dị hợp tử sẽ có kiểu gen là hoặc như này, hoặc là như này. Lại với cả một cây có kiểu gen là cây hoa tím quả tròn thuần chủng. Như vậy cây hoa tím quả tròn thuần chủng sẽ như này. Vậy bây giờ nhìn thấy ngay này, đời con có 4 loại kiểu hình và phụ thuộc vào tần số hoán định gen. Nó nhìn thấy ngay là không phải, đáp án D sẽ bị sai. Bởi vì là nhìn thấy ngay là không có A nhỏ ở trong cơ thể thứ hai này. Vậy thì đáp án D sẽ không đúng. Thứ hai, tất cả các cây thu được đều có kiểu hình là hoa tím quả tròn. Nếu mà như này hoặc là như này thì đều sẽ tạo ra được một cái tổ hợp gen mới. Hoa tím quả tròn tức là đây là cái mà chỉ có toàn là A gạch và B nhỏ B nhỏ. Thế nhưng ở đây trường hợp này nó lại là có cả B lớn, vậy trường hợp này cũng loạn. Tương tự như thế thì tổng câu C là trong tổng số cây con thu được ở đời con thì số cây có kiểu hình hoa đỏ quả tròn chiếm tỷ lệ là 50%, đỏ tròn. Đỏ tròn tức là phải là A nhỏ mà đây có A lớn, vậy thì vô lý, bị loại, sai. Và đáp án đúng của câu 35 này phải là đáp án A, sẽ là đáp án đúng. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu 35 là đáp án A. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 36. Câu 36 là một câu lý thuyết về ưu thế lai. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Để tạo ra những con lai có ưu thế cao về một đấu đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng, sau đó người ta mới lai những dòng thuần chủng đó với nhau. Như vậy câu A sẽ đúng. Câu B. Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai là được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội, tức là sức sống của thể dị hợp tử cao hơn so với cả thể đồng hợp trội A lớn và thể đồng hợp lặn A nhỏ, câu này đúng. Đáp án C này, người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống. Như vậy chúng ta nhớ lại là tính chất di truyền của ưu thế lai là con lai có tính di truyền chưa ổn định, vậy thì người ta không dùng để nhân giống. Vậy đáp án không đúng của trường hợp này, câu 36 sẽ là đáp án C. Tương tự câu 37 là câu lý thuyết. Loại bằng chứng nào sau đây thường được sử dụng để nghiên cứu quan hệ họ hàng giữa hai loài vi khuẩn? Vi khuẩn thì kích thước nhỏ vì vậy không thể sử dụng được bằng địa lý sinh vật học này, phôi này, hoặc là giải phẫu so sánh. Vậy kích thước cơ thể nhỏ như vi khuẩn thì chỉ có thể phân tích bằng giải trình tự nu, tức là sinh học phân tử. Như vậy đáp án đúng của câu 37 sẽ là đáp án C. Như vậy thầy sẽ chọn câu 37 cho các em sẽ là đáp án C. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu 38 là một câu về chuỗi và lưới thức ăn của sườn sinh thái học. Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có tổng sinh khối lớn nhất? Tổng sinh khối lớn nhất thì phải là cái mà mắt xích nào mà nhận được năng lượng từ môi trường đầu tiên, xong là qua mỗi bậc thì nó đều tiêu hao. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Sinh vật sản xuất sẽ là sinh vật mà có tổng sinh khối sẽ là lớn nhất. Như vậy câu 38 sẽ là đáp án A. Câu 39 cũng là một câu lý thuyết. Khi số lượng cá thể của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu, sức sinh sản của quần thể giảm sút là do A. Khả năng gặp gỡ giữa các cá thể đực và cái khó khăn hơn. B. Nguồn thức ăn khan hiếm làm giảm sức sống của cá thể. C. Cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể làm giảm hiệu quả sinh sản. Và D. Dịch bệnh dễ lây lan hơn làm giảm sức sống của cá thể. Thế thì người ta bảo là sức sinh sản của quần thể giảm sút là do bởi vì là số lượng cá thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì xác suất gặp nhau giữa các cá thể nó sẽ ít và các cá thể sẽ có xu hướng ra phối cận huyết. Như vậy mà đáp án đúng sẽ là đáp án A. Khả năng gặp gỡ giữa các cá thể đực và cái khó khăn hơn. Như vậy các em sẽ chọn câu 39 sẽ là đáp án A. Câu 39 sẽ là đáp án A. Tương tự như thế bây giờ chúng ta sẽ xem câu 40 cũng là câu lý thuyết.
Ở người rất hiếm gặp các đột biến ở các nhiễm thể có kích thước lớn nguyên nhân là gì, thì chúng ta nhớ lại. Bây giờ thầy đọc 4 đáp án trước này. A. Các nhiễm thể này có cấu trúc bền vững hơn so với do có hàm lượng ADN cao hơn. B. Kích thước lớn làm giảm tần số đột biến của nhiễm thể. C. Đa số đột biến xảy ra ở các nhiễm thể này đều bị chết trước khi sinh. D. Các nhiễm thể này rất khó bị đột biến. Thế thì người ta hỏi là tại sao những đột biến này không gặp ở những nhiễm thể có kích thước nhỏ? Kích thước nhỏ tức là nhiễm thể số 1, số 2, số 3, số 4. Nhiễm thể đấy là nhiễm thể có kích thước nhỏ, thì kích thước lớn thì chứa nhiều gen. Khi đột biến thừa hoặc thiếu một chiếc thì nó sẽ gây ra mất cân bằng hệ gen nghiêm trọng và thường gây chết ngay trong hợp tử. Như vậy, đáp án đúng của câu 40 sẽ là đáp án C. Tương tự như thế đến câu 41. Một trong những đặc điểm của khu sinh học rừng lá rộng theo mùa là, thì câu này nguyên di ở trong sách 12 cơ bản thôi. Đáp án đúng sẽ là đáp án C. Khu hệ động vật khá đa dạng nhưng không có loài nào chiếm ưu thế. Đây là cái mà nguyên di ở trong cái đặc điểm của các hệ sinh thái. Câu 52 thì là câu bài tập, câu 42 thì phải chữa rất là rõ rồi các bạn. Ở lúa 2N bằng 24, theo lý thuyết có bao nhiêu cách sắp xếp nhiễm thể vào kỳ giữa của giảm phân 1? Thế thì số cách sắp xếp ở kỳ giữa của giảm phân 1, số cách nhé chứ không phải loại giao tử, số cách sắp xếp thì theo công thức là bằng 2 mũ n trừ 1. Mà ở trường hợp này 2n bằng 24, vậy từ đây các em suy ra là n bằng 12, vậy nó sẽ có là 2 mũ 11 cách sắp xếp. Cái này áp dụng công thức thôi. Như vậy nếu mà theo dõi cái bài giảng của thầy ở phần phương pháp giải bài tập của đột biến nhiễm thể thì các em sẽ hoàn toàn làm được. Đáp án đúng của nó sẽ là câu 53. Cũng rất là dễ. Câu 53 thì tỷ lệ của nó nhân đôi và tỷ lệ phần trăm giống với câu lúc trước thầy chữa rồi. Đáp án đúng của câu 43 sẽ là đáp án D. Câu 44, người ta tiến hành nuôi cái hạt phấn từ một cây có kiểu gen như này. Nên nhớ là 5 cặp gen nhưng mà chỉ có 4 cặp dị hợp. Vậy số dòng thuần bằng 2 mũ n, n là số cặp dị hợp, như vậy nó sẽ bằng là 2 mũ 4 bằng 16. Như vậy đáp án đúng của nó phải là đáp án A. Bây giờ đến câu 45. Cũng là một câu lý thuyết thôi. Ở người bệnh phenin ketoniệu PKU là do một đột biến gen lặn, đột biến gen này nằm trên nhiễm thể thường gây ra. Gen đột biến mất khả năng tổng hợp enzyme chuyển hóa phenylalanin thành tyrosine, làm tích lũy phenylalanin trong cơ thể gây tử vong. Bệnh PKU phát hiện được bằng phương pháp nào? Thì thực ra phải có hai phương pháp. Nếu mà học phần di truyền y học thì sẽ có phương pháp là kỹ thuật chọc dò dịch ối. Nhưng ở đây nó không có. Thế chúng ta nhìn thấy ngay là sẽ có cái phương pháp là nghiên cứu phả hệ để xác định được gen trội, gen lặn nằm ở đâu trong tế bào. Còn nếu câu này mà người ta hỏi thêm cho một loạt nữa thì nó lại khó hơn. Như vậy câu 45 đáp án đúng là sẽ là đáp án A. Câu 46. Sự đa hình cân bằng di truyền trong quần thể có được là do A. Cân bằng giữa tốc độ đào thải của chọn lọc tự nhiên với tốc độ phát sinh đột biến. B. Chọn lọc tự nhiên tác động theo chiều hướng khác nhau, mỗi hướng tích lũy theo một allele. C. Chọn lọc tự nhiên có ưu thế giữ lại thể dị hợp, và đây là thể ưu thế hơn so với thể đồng hợp, thì cái này sẽ đúng, bởi vì khi thể dị hợp sẽ tạo ra được nhiều kiểu gen và mỗi kiểu đều có thể thích nghi với môi trường, người ta gọi đấy là đa hình cân bằng trong di truyền. Vậy câu 46 đáp án đúng sẽ là đáp án C. Như vậy là chúng ta thấy ngay là bây giờ chúng ta sẽ chữa tiếp câu 47, là một câu về bài tập. Ở một loại thực vật khi cho cây hoa trắng lai với cây hoa trắng, đời con thu được tỷ lệ là 1 đỏ 7 trắng. Tiếp tục cho lai phân tích, câu này rất đơn giản thôi. Lai phân tích thì thu được tỷ lệ là 3 trắng 1 đỏ. Như vậy từ đây các em sẽ suy ra được là suy ra kết quả của tương tác 13 trắng 3 đỏ. 13 trắng 3 đỏ thì 13 trắng sẽ là 9A lớn gạch B lớn gạch 3A lớn gạch B nhỏ B nhỏ và 31 A nhỏ A nhỏ B nhỏ B nhỏ, tổng sẽ là 13 trắng. Thế người ta bảo là
Nếu cho cây F1 tự thụ phấn thì tỷ lệ hoa màu trắng thuần chủng, hoa màu trắng thuần chủng thì nó sẽ có một kiểu như này, một kiểu như này, và cộng thêm một kiểu như này. Trên tổng số là 13 kiểu hoa trắng, vậy thì nó sẽ bằng là 3/13, và đáp án đúng sẽ là đáp án B, được chưa? Câu 48. Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất. A. Có số lượng mắt xích giống nhau của các hệ sinh thái. Câu này sai hẳn nhiên luôn rồi, bởi vì nó phụ thuộc vào hệ sinh thái nào, môi trường phần vùng cận cực hay vùng nhiệt đới, tự nhiên hay nhân tạo vân vân, không thể nào là số mắt xích bằng nhau được. B. Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái già. Hệ sinh thái già thì chủ yếu là đang phân giải, thì không thể nào là bằng sinh vật sản xuất được. C. Là chuỗi thức ăn chủ yếu hệ sinh thái trẻ. Câu này sẽ đúng, và đáp án đúng của nó sẽ là đáp án C. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ sang tiếp hai câu bài tập, và một câu bài tập tính toán ở phần di truyền người rất là hay. Chúng ta sẽ sang tiếp các câu tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 49. Câu 49 là câu thầy thấy rằng thầy rất là thích câu này, bởi vì là câu này cùng với cả hai câu, câu số 8 và câu lúc nãy là ba câu mà để phân hóa học sinh, mà trong đề của thầy lần này thì thầy rất thích câu 49 vì nó rất đặc biệt. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ tìm xem câu 49 nó đặc biệt ở cái gì mà phải một thời gian cũng phải lâu lâu đấy thì thầy mới nghĩ là phải giải quyết bài này nó hay ở mức độ nào. Thì các em sẽ theo dõi nhé. Câu 49 này. Ở người gen B lớn quy định hói đầu, B nhỏ quy định bình thường. Kiểu gen B lớn B nhỏ quy định hói đầu ở nam và bình thường ở nữ. Như vậy là đây là cái ngoại lệ của phân ly thầy đã dạy rồi, nhưng tính xác suất nó lại khó hơn một tí cơ. Nhìn nhé. Vậy thì B lớn B nhỏ sẽ là ở nam thì là hói, còn ở nữ thì là không hói. Một người phụ nữ bình thường nhưng có bố bị hói, vậy thì từ đây suy ra, theo dữ kiện suy ra kiểu gen của người phụ nữ sẽ là B lớn B nhỏ. Lấy một người chồng không hói, như vậy kiểu gen của chồng sẽ là B nhỏ B nhỏ. Như vậy từ đây ta thấy ngay là ở cái phép này nó sẽ là P là B lớn B nhỏ với B nhỏ B nhỏ. Rất là dễ thôi. Nhưng mà bây giờ tính xác suất nó mới khó này. Họ sinh được hai người con, xác suất để hai đứa con lớn lên không bị hói thì bài này không nói rõ là vì có một cái kiểu gen B lớn B nhỏ mà bài lại không nói là nó ảnh hưởng gen nam hay nữ, sinh ra nam hay nữ, thế nên là phải chia ra các trường hợp. Vậy thì bài này nếu các em không chia ra trường hợp khác, nhiều trường hợp, thì các em sẽ bị tính sai và tính rất là phức tạp. Bây giờ chúng ta cùng nhìn nhé. Vậy trường hợp 1 đó là sinh hai nữ là như này, đúng chưa? Vậy thì nhìn thấy ngay, nữ giới thì kiểu gen B nhỏ và B lớn B nhỏ đều không hói. Vậy xác suất không hói ở trường hợp này bằng 1. Mà xác suất sinh nữ ở trường hợp này là 1/2 là nữ, nhân với 1/2 là nữ, nhân đến 1. Như vậy trường hợp 1 này sẽ ra kết quả là bằng 1/4. Được chưa? Bây giờ đến trường hợp 2. Sinh một nam và một nữ. Thế thì lại nhìn lại này, cái kiểu gen này là ra 1/2 B lớn B nhỏ và 1/2 B nhỏ B nhỏ. Nếu sinh con trai sẽ là 1/2 rồi. Nhưng 1/2 rồi mà lại sinh ra là, chúng ta nhìn thấy ngay là xác suất để ra không hói thì chỉ là 1/2 B nhỏ, như vậy tiếp là 1/2 B nhỏ B nhỏ. Đây là B nhỏ nhá. Nhân tiếp với cả xác suất để sinh ra nữ là 1/2. Nhưng hai kiểu gen này đều không hói ở nữ, vậy nhân với 1. Hoán vị hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là gia đình thứ nhất sinh nam trước nữ sau, trường hợp thứ hai là sinh nữ trước nam sau, như vậy nhân thêm với cả 2 của phép hoán vị. Như vậy kết quả của trường hợp này cũng sẽ bằng là 1/4, được chưa? Giảm bớt cái này đi rồi còn 1/4. Trường hợp 3. Sinh hai con trai, sinh hai nam. Vậy đứa thứ nhất này là nam, đứa thứ hai cũng nam. Vậy xác suất để sinh ra nam là 1/2,
xác suất để không bị hói chỉ có một kiểu gen 1 phần 2 b nhỏ. Tương tự như vậy, đứa thứ hai cũng là 1 phần 2 nhân 1 phần 2 và bằng 1 phần 16. Vậy có 3 trường hợp này xảy ra ngang nhau, vậy thì chúng ta phải cộng 3 trường hợp này. Vậy xác suất cần tìm sẽ là 1 phần 4 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 16 và kết quả nó bằng là 9 phần 16. Như vậy đáp án đúng của trường hợp này, bài này rất là hay, và đáp án đúng sẽ là đáp án B. Đấy. Đến câu 50, câu cuối cùng của đề số 1. Theo quan điểm hiện đại thì nhóm sinh vật nào sau đây đang tiến hóa theo hướng tiến bộ sinh học? Thế thì nhìn thấy ngay là trong cái này thì bò sát lưỡng cư hiển nhiên trong sách nó nói là thoái bộ sinh học rồi. Trong này thì đặc điểm của thú sẽ thể hiện được đúng cái đặc điểm của tiến bộ sinh học. Vậy đáp án đúng của câu 50 sẽ là đáp án D. Như vậy là đề số 1, đề đầu tiên trong cái khóa luyện đề thi tuyển sinh đại học tổng thể theo các dạng từ chương 1 di truyền học cho tới phần sinh học và phần tiến hóa thầy đã cung cấp cho các bạn. Và thầy sẽ cố gắng rằng là mỗi một đề thì thầy sẽ giúp các bạn là có những cái dạng mới, như hôm nay thầy đưa khoảng 5 câu hỏi rất mới và hay mà các bạn cố gắng nhớ, và hẹn gặp lại các bạn ở những đề sau. Đề số 2 hay đề số 3 thầy sẽ cũng tiếp tục chữa cho các bạn sau khi các bạn đã làm xong đề. Và xin chúc các bạn rằng là các bạn ôn tập một khóa luyện thi mới với là tổng thể trong việc giải đề, các bạn sẽ đạt được kết quả cao hơn và tích lũy được những cái mình còn thiếu để các bạn có thể bước vào một kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở các đề tiếp theo. Xin chào.